khi mà nhìn vào cái kênh social media của anh, nhìn vào Instagram hay là Facebook, thì sẽ thấy những cái hashtag với một cái nhan đề là whatever. Nó sẽ có đầy đủ những cái trích dẫn, có những cái chuyến đi, và đôi khi nó sẽ gắn vào những cái thước phim của anh. Thì anh có thể chia sẻ một chút về cái hashtag, em có thể tạm gọi là cái trong ngôn này của mình ở thời điểm hiện tại hay không? Và anh có thể cho tụi em biết là trước whatever so với cái thời điểm hiện tại thì có điều gì khác nhau trong con người anh? Thì anh nghĩ là do hồi xưa là câu cửa miệng của anh khi học tiếng Anh là whatever sao cũng được, nên là anh hay để hashtag cái đó để mình cảm thấy là nói một cái gì đó nó là bản thân mình nhiều hơn. Rồi càng ngày thì mình có nhiều cái sản phẩm mà mình cần những cái hashtag cho nó, những cái tên project mà mình không biết ghi gì hết nên mình cứ hashtag whatever. Rồi từ từ mọi người mặc định cứ nghĩ cái tới cụm từ đó là nghĩ tới mình. Mình cũng cảm thấy là đôi khi cuộc sống nó cũng không cần phải bó buộc mình vào trong một cái hộp. Mình có thể là cái này, mình có thể là cái kia, hoặc mình có thể vừa là cái này vừa là cái kia. Mình không có nhất định phải một thứ rõ ràng hoặc là một cái gì đó nó xác định nên sao cũng được. Và anh nghĩ là cái điều này nó cũng phù hợp với lại cái cuộc sống của mình, là mình có thể vừa làm công việc này, mình có thể vừa làm công việc kia, mình có thể đứng ở vị trí này, vai trò này là một cái người khác, giống như mình đang điều hành những cái dự án kinh doanh của mình, nhưng đồng thời mình cũng là một người mẫu để mọi người lên suốt có thể chỉ đạo mình. Nói chung là đối với anh, cuộc sống nó không có nhất thiết là mình phải ở trong một cái vòng an toàn của mình có thể thoải mái, mình có thể làm mình. Vậy thì cái hashtag này, cái whatever này thì nó đã theo anh từ suốt những cái ngày tháng mà đi học cho tới tận bây giờ, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, và nó là một cái điều mà nó xuyên suốt khi mà người ta nhắc tới anh đã. Vậy theo anh thì mình có phải bất cứ điều gì mình cũng có thể làm đại được không? Tùy mỗi người, cái đó là tùy mỗi người, cuộc đời của mỗi người thì do mỗi người quyết định. Có thể cách này là đúng, có thể cách kia là đúng, hoặc là không có cách nào là đúng cả. Tùy bạn cảm thấy như thế nào, bạn cảm thấy thoải mái. Theo như những cái bài phỏng vấn trước đây thì em có từng nghe anh chia sẻ rằng là ngày bé thì anh mơ ước mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Thì không biết là trong cái khoảng thời gian mà thời thơ ấu thì anh có nhiều cái cơ hội để mà đi du lịch, và thường anh sẽ đi cùng với ai ạ? Thì thời gian hồi nhỏ mình đi du lịch với gia đình, cũng may mắn là được gia đình đưa đi nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp ở trên khắp Việt Nam mình. Yeah. Mình cảm thấy là wow, và từ đó mình thích đi du lịch từ nhỏ ra là vậy, và tới bây giờ, và mình nghĩ là mai sau cả cuộc đời của mình nữa. Anh có nhớ cái chuyến đi đầu tiên mà anh đi du lịch cùng với gia đình là đến nơi nào không ạ? Tại vì mình đã đi rất là nhỏ, từ những năm mình chưa có ý thức về trí nhớ nữa. Mình đã đi Đà Lạt, Huế, dạ, Hội An, rồi Hà Nội. Nói chung mình đã đi những cái chuyến đi xuyên Việt từ rất là nhỏ, nên là những điều đó nó lớn lên cùng mình. Nó là một phần của cuộc sống của mình rồi. Từ những năm 5-6 tuổi là mình bắt đầu đi du lịch cùng với gia đình. Dạ. Vậy trong những cái chuyến đi như thế, khi mà lần đầu tiên anh đặt chân đến một vùng đất mới á, hoặc là cái vùng đất đó anh đã đến rất nhiều lần rồi á, thì cái điều gì ở cái vùng đất đó mà khiến anh nhớ nhất? Anh nghĩ là điều quan trọng là do cảm xúc của mình thời điểm đó. Giống như là mình nói là trước đó mình đi du lịch với gia đình thì mình đâu có quyền quyết định, mình đâu có chịu trách nhiệm, mình đâu có cảm xúc đâu. Mọi người nói ồ cái này đẹp thì mình cảm thấy ồ đẹp thôi, và mình chỉ biết như vậy. Nên là phải nói về những cái chuyến đi mà đầu tiên khi mà mình tự đi cùng với bạn bè, sống một cuộc sống độc lập, mình tự có những quyết định của mình, thì đó mới là những cái khoảnh khắc đáng nhớ. Có những ngày mình đang học đại học rất là áp lực, xong rồi bạn bè gọi nửa đêm mình khăn gói đồ mình đi Đà Lạt mấy ngày giống như vậy. Hiện tại thì điều đó rất là bình thường, nhưng mà tại vì năm 1, năm 2 đại học thì đôi khi đó là một quyết định rất là lớn, nên là bạn cảm thấy là đôi khi mọi chuyện nó quyết định rất là tùy hứng. Và những cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy những cái kỷ niệm rất là đẹp. Và mình có trách nhiệm hơn, chứ không phải là miền đất đó hoặc là như thế nào. Điều quan trọng là do mình cảm thấy như thế nào. Nếu mà mình cảm thấy thoải mái thì vùng đất đó nó sẽ thoải mái. Mình cảm thấy là buồn phiền, áp lực và tiêu cực thì vùng đất đó rất là buồn bã. Nên do mình và những cảm xúc của mình nó sẽ quyết định tới khung cảnh xung quanh. Theo như em nhận thấy thì anh cũng đi khá là nhiều nơi rồi, khá là nhiều quốc gia rồi, thì anh làm thế nào để mà anh cân bằng lại được cái quỹ thời gian của mình? Tại vì khi mà anh dành thời gian nhiều cho cái việc di chuyển, cho những chuyến đi như vậy,
thì những cái thời gian cho những cái mối quan hệ khác này nó sẽ phần nào nó sẽ bị san sẻ đi mất. Mình nghĩ là cuộc sống mình sẽ không bao giờ có trọn vẹn tất cả mọi thứ được. Nếu bạn có cái này một chút thì bạn sẽ mất cái kia một chút. Điều đó là điều đương nhiên, tại vì mỗi người chỉ có một quỹ thời gian nhất định. Nếu mà bạn sử dụng cái thời gian này cho việc này thì bạn sẽ không làm được việc kia một cách thành công và trọn vẹn. Và nếu mà bạn sử dụng thời gian của bạn làm hết tất cả mọi thứ nó như nhau, đầu tư như nhau, thì bạn không có gì việc gì bạn thành công hết. Nên là cuộc sống nó là vậy rồi, mình phải chấp nhận điều đó để mình hiểu được là trong thời gian này mình ưu tiên làm việc gì, trong thời gian kia mình ưu tiên làm việc gì, và quỹ thời gian của mình phải phân bổ như thế nào là hợp lý. Giống như bạn có thể một ngày bạn sử dụng một tiếng để có thể kết nối những mối quan hệ xã hội và tương tác với họ, và ngoài ra thì bạn vẫn phải sống cuộc sống của mình. Điều đó đương nhiên thôi. Và còn lớn hơn thì những cái mối quan hệ đó, nếu mà cái mối quan hệ nào mà cảm thấy là có thể ở lại thì mình tiếp tục lớn lên cùng nhau. Còn bạn cũng lớn hơn và mình cũng lớn hơn, nên mà đôi khi có những cái mối quan hệ mình cảm thấy là nó sẽ không đi được lâu dài, tình bạn, tình yêu, cuộc sống, thì mình cứ để đó và nó từ từ nó phai nhạt thôi. Thời điểm mà tuổi 25 thì anh đã đến Paris. Đó là một cái kinh đô ánh sáng, là một cái thành phố hoa lệ. Thì anh có thể chia sẻ thêm cho em một chút về cái ý định và cái kế hoạch của anh ở cái thời điểm đó, khi mà anh đến Paris như thế nào, và những cái câu chuyện đằng sau đó khi mà thành phố đó mang lại cho anh đó là sao hay không? Với anh thì mỗi cái chuyến đi của mình đều có những cái giá trị nhất định. Vào năm 25 tuổi mình đi Paris thì đối với mình đó là một kỷ niệm rất là đẹp, vào mùa thu và rất là lãng mạn. À, và mình đi du lịch một mình nữa. Và điều đó thì mình dành thời gian để du lịch châu Âu. Và đối với lại thì cảm thấy là bây giờ nó cũng đã quá lâu rồi, để khi mà mình gợi lại những cái từ ngữ chính xác thì không biết nói như thế nào về những kỷ niệm. Và mình cứ cảm thấy đó là một chuyến đi rất đẹp và nhiều ý nghĩa. Em còn rất là ấn tượng trong những cái trong cái thước phim đó là anh hòa mình trong cái dòng người trước cái quảng trường và mô phỏng lại, đóng vai là một cái nhân vật trong trong truyện Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ. Thì đó là những cái chi tiết mà khi mà em nhìn thấy, khi mà em tới một cương vị góc độ là khán giả, thì em thấy đúng là cái thời điểm mà ở Paris năm 25 tuổi đó với anh, thì đó là một cái khoảng thời gian thật sự rất là đáng nhớ và đáng quý. Thật ra khi mà nói về du lịch đó, thì chúng ta khó mà có thể nào mà lên một cái kế hoạch rõ ràng là năm nào chúng ta sẽ đi đâu, thành phố nào, quốc gia nào. Chúng ta có quá nhiều thứ tác động đến và có rất nhiều chuyện và nó ập đến rất nhanh. Những cái sự kiện bất ngờ như vậy á, thì những cái kế hoạch của anh thì nó có bị ảnh hưởng quá nhiều hay không ạ? Anh nghĩ là có, nhưng mà như tính của anh lúc nào cũng go with the flow, cũng whatever hết, nên sống cho cuộc sống hiện tại. Mình đâu có thể mà mình phải complain được. Mình không thích cuộc sống lúc nào cũng phải complain hết, gọi là mình cứ tận hưởng cuộc sống của mình. Làm việc, lao động, mình có rất nhiều cách, không phải là du lịch. Mình có thể làm việc, mình có thể lao động, mình có thể dành thời gian cho những người mình quý mến. Mình nghĩ là cuộc sống mỗi người nó chỉ cho mình 24 giờ, đúng là như bạn và mình vừa trao đổi. Nên mình hãy sử dụng nó một cách thông minh và khôn ngoan. Đâu có thể lúc nào mình cũng phải bắt buộc mình làm vấn đề này, và đâu phải lúc nào mình cũng phải bắt buộc mình làm vấn đề kia. Khi nào mình không thể làm vấn đề này thì mình có thể làm vấn đề kia. Anh Đại là một người sống ở Sài Gòn, thì để mà tạm gọi là thiết kế một cái chuyến đi ngắn thôi để mà khám phá Sài Gòn đó, thì anh sẽ hình dung nó như thế nào ạ? Thì đối với Đại thì Đại nghĩ là Sài Gòn là một thành phố rất đẹp, rất rất đẹp, và đời sống rất là dễ chịu. Mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách là lôi người bạn của mình ra ngoài đường để uống cà phê lề đường. Tại vì đối với Đại là đặt điều đầu tiên của Đại nhớ về Sài Gòn là những cái buổi sáng sớm khi mà phụ huynh đưa con đi học, nên là Đại cảm thấy rất là Sài Gòn. Và những thời điểm đó mình ngồi ở những quán cà phê lề đường, tới bây giờ Đại vẫn ngồi ở những quán cà phê lề đường, để mình cảm thấy cuộc sống nó đang trôi đi, mình vẫn rất là thoải mái thành phố này. Rồi sau đó mình sẽ dẫn bạn đi Dinh Độc Lập, là nơi đầu tiên Đại làm việc công tác. Nó cũng là một cái ước mơ của Đại một thời điểm. Và rồi Đại nghĩ là đi bộ loanh quanh Sài Gòn đó là một điều rất thú vị. Buổi sáng mình có thể ở trung tâm, buổi trưa thì mình có thể loanh quanh ở những cái quận 3, những cái tán cây, quận 5. Hoặc là sau đó buổi tối thì mình có thể vòng về quận 1 để mình ăn uống. Đại nghĩ là Sài Gòn có tất cả mọi thứ. Em cũng thấy là đúng là khi mà nói về Sài Gòn
với mỗi một cái khung giờ, một cái khoảng thời gian khác nhau, chúng ta sẽ luôn có những cái cách để mà chúng ta trải nghiệm nó. Nhưng mà để chọn một cái khoảng thời gian, một cái khoảnh khắc trong ngày ở Sài Gòn, đặc biệt ở Sài Gòn, thì anh sẽ thích cái khoảng thời gian nào? Mình thích buổi trưa. Buổi trưa ở Sài Gòn, những ngày mà trời nắng rất là Sài Gòn, ngồi những cái khu vườn, những tán cây, sau rồi mình nhìn cuộc sống người ta sinh hoạt bình thường và mình cảm thấy là không có chỗ nào nó giống như vậy. Nó vừa rất là thơ mộng nhưng mà trong mình thì lúc nào cũng hối hả, và con người thì rất là đơn giản, giản dị, thân thiện và rất là tình cảm. Có một số người ta nhận định rằng á, thì anh là một người có thể truyền cảm hứng rất là mạnh cho giới trẻ thông qua hình thức du lịch. Thì anh thấy, anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này? Mình nghĩ là mình cảm ơn những điều đó và rất là trân trọng những điều đó. Vì tại vì thực ra là mình đi du lịch mình cũng chỉ cho đi cho bản thân mình thôi. Mình post hình trên mạng xã hội cũng là post cho bản thân mình thôi. Và mình chia sẻ về nó cũng là chia sẻ những cái cảm xúc về của bản thân mình thôi. Nhưng mà được mọi người đồng cảm, mọi người yêu quý, chứng tỏ là mọi người cảm thấy là những cái điều mình đang làm nó có giá trị. Và mình cảm thấy may mắn là mình được làm những việc mình thích nhưng mà được mọi người yêu mến từ những việc đó. Yeah. Nên là mình cảm thấy rất là nhiều năng lượng và tích cực bởi những cái người theo dõi mình trên mạng xã hội. Để mà cho một cái lời khuyên cho những bạn trẻ trước khi đi tạo nên những cái chuyến đi như vậy thì anh có lời khuyên gì cho những bạn trẻ? Mình vẫn là nhận khẳng định là thích gì làm đó, và nếu mà được thì phải làm điều đó ngay. Yeah. Nếu mà không thì bạn sẽ bị những cái vấn đề khác nó kéo lại và bạn phải bị sao lãng. Còn mình cảm thấy là tất cả mọi người bây giờ đều lớn hết rồi và đều trưởng thành hết rồi, nên là hãy làm những vấn đề và mình cảm thấy mình có thể chịu được trách nhiệm của nó. Như vậy là được rồi. Dạ vâng. Rồi chúng ta sẽ, mỗi người sẽ có một cái cách để mà chúng ta tiếp cận và chúng ta lên cái kế hoạch cho những cái chuyến đi cuộc đời của mình. Và quan trọng đó là chúng ta vẫn giữ vững những cái điều cốt yếu cho bản thân và không làm ảnh hưởng tới những cái người xung quanh hay là ảnh hưởng tới bất kỳ những cái gì khác. Đúng rồi. Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Qua những cái chuyến đi như vậy thì cái thư viện ký ức của mỗi người sẽ được ngày một dồi dào hơn, ngày một nhiều hơn, và nó sẽ là hành trang cuộc đời của mỗi người.